Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang gặp nhau trong tin nóng bóng đá ngày 12 tháng 6 năm 2022. Thưa quý vị, mọi sự chú ý của chúng ta đều hướng vào lúc 23 giờ của ngày hôm nay, khi mà trên sân Lokomotiv, đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta sẽ bước vào trận tứ kết gặp đội đương kim Á quân U23 Ả Rập Xê Út. Đương nhiên rồi, tất cả sự chú ý, tất cả những gì được coi là điểm nhấn của tin nóng bóng đá ngày hôm nay sẽ hướng tới cuộc so tài này. Và dù cho đến lúc này thì chúng ta đã biết được đối thủ của đội thắng trong trận đấu giữa U23 Ả Rập Xê Út và U23 Việt Nam ở vòng bán kết là đối thủ nào rồi. Và chúng ta cũng xác định được đối thủ của Nhật Bản hoặc Hàn Quốc ở vòng bán kết là đối thủ nào rồi. Với những trận tứ kết đầu tiên đã kết thúc, cũng có rất là nhiều điều hay ở những trận tứ kết này. Nhưng trước khi đến với những trận đấu đó thì chúng ta hãy đến với sự chuẩn bị của U23 Việt Nam cho trận đấu vào tối muộn ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày hôm qua thì đội bóng của chúng ta đã bước vào buổi tập thứ 2 để chuẩn bị cho trận đấu này. Đương nhiên là trong phần tập chiến thuật thì các phóng viên không được tác nghiệp, nhưng chỉ cần được tác nghiệp trong khoảng 15 phút khởi động thôi, ở đấy đã có bao nhiêu điều hay mà ở đấy chúng ta thấy rằng tại sao đến lúc này các cầu thủ trẻ của U23 Việt Nam lại đang thi đấu với một tinh thần có thể nói là rực lửa đến thấy, phóng khoáng đến vậy và sẵn sàng làm nên những điều kỳ diệu. Ngày hôm qua thì đội bóng của chúng ta tập vào lúc 19:30 giờ địa phương, tức là 21:30 theo giờ Việt Nam. Bởi vì trận đấu diễn ra vào lúc 23 giờ theo giờ Việt Nam cho nên những buổi tập gần đây thì được đẩy xuống muộn hơn để cho sát với khung giờ thi đấu của đội bóng chúng ta. Và trong 15 phút khởi động thì huấn luyện viên Gokun đã chuẩn bị cho học trò của mình rất nhiều những trò chơi vận động. Những trò chơi vận động không chỉ mang lại tiếng cười, sự thoải mái mà ở đó còn giúp cho các cầu thủ tập phản xạ nữa. Bài tập đầu tiên có lẽ chỉ có huấn luyện viên Gokun mới nghĩ ra, đó là gì? Các cầu thủ xếp thành hai hàng, sau đó họ đặt quả bóng xuống phía trước và họ phải làm gì? Họ đặt tay lên đầu, đặt tay ra đằng sau vai hay là đặt tay trước ngực. Và khi đặt tay ở tư thế như vậy, họ sẽ nhảy theo tiếng nhạc Bluetooth của huấn luyện viên Gokun. Và đến khi nào vị huấn luyện viên rất đặc biệt của chúng ta nổi hồi còi thì các cầu thủ sẽ tranh cướp bóng với nhau. Ai không tranh cướp được bóng thì người đó thua. Và quý vị các bạn có biết người bị thua thì sẽ chịu hình phạt nào không ạ? Đó là một cái búng tai. Đó là một cái búng tai. Nó rất giống với những trò chơi của các trẻ em trước đây đúng không? Tức là gì? Tức là nó tạo ra một cái sự hồn nhiên thoải mái rất là lớn dành cho U23 Việt Nam. Và một trò chơi khác đó là các cầu thủ sẽ tưng bóng bằng đầu nhưng mà tưng bóng ngược như thế này. Thế thì rõ ràng nó không chỉ là một trò chơi, nó không chỉ là một trò chơi mà nó còn là một bài tập phản xạ cho các cầu thủ. Và như chúng ta biết đấy, ngày hôm qua rồi một ngày trước đó nữa thì huấn luyện viên Gokun đã bắt đầu tập trung nhiều vào những tình huống bóng bổng cho U23 Việt Nam. Vì xác định U23 Ả Rập Xê Út cũng là một đội bóng có thể hình hết sức lý tưởng. Thế cho nên là tất cả những cái sự chuẩn bị như vậy của U23 Việt Nam thì chắc chắn là rất quan trọng cho trận đấu vào tối ngày hôm nay rồi. Trong buổi họp báo trước trận thì huấn luyện viên Gokun nói rất là nhiều, trong đó ông đánh giá cao U23 Ả Rập Xê Út, nhưng ông cũng khẳng định rằng đội bóng của chúng ta đã có những chuẩn bị tốt nhất trong khâu phòng ngự và trong những tình huống tấn công để hy vọng có thể tạo ra bất ngờ trước đối thủ này. Nhưng huấn luyện viên của chúng ta cũng nhấn mạnh một điều, đó là U23 Việt Nam phải chơi với phong độ cao nhất. Quả thật đá với một đội bóng cho đến lúc này chưa thủng lưới bất kỳ một bàn nào, chơi rất khó chịu trước Nhật Bản, đánh bại UAE và ghi tới 5 bàn vào lưới của Tajikistan thì đó đương nhiên là một trận đấu không hề dễ chịu. Nên hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ duy trì được sự tập trung cao độ. Huấn luyện viên Gokun cũng nói rằng ông đã có những dịp đối đầu với bóng đá Ả Rập Xê Út khi làm việc cho Indonesia và cho Hàn Quốc, nên ông cũng biết phải làm gì. Và trong những sự chuẩn bị cho kịch bản của trận đấu này thì thậm chí huấn luyện viên Gokun còn cho các cầu thủ tập đá ở loạt sút luân lưu nữa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phát biểu của bên phía đối thủ U23 Ả Rập Xê Út. Ông Ansari nói gì trước giờ bóng lăn? Huấn luyện viên Saad Ansari của U23 Ả Rập Xê Út cho thấy sự tự tin cao độ khi cho rằng đội bóng của mình sẽ đánh bại U23 Việt Nam để giành vé vào bán kết giải U23 châu Á năm nay. Vị huấn luyện viên này nói như sau: Việt Nam là đội bóng có chất lượng cao, đó là đội bóng gắn kết dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hàn Quốc Gokun. Họ thi đấu có tổ chức và xứng đáng vào tứ kết. Chúng tôi sẽ xem toàn đội thích ứng thế nào với đội bóng này cũng như chiến thuật của họ. U23 Việt Nam có phong cách chơi bóng giống Hàn Quốc nhờ ảnh hưởng từ huấn luyện viên. Họ cũng có những cầu thủ nhanh, khéo, phối hợp tốt và phòng thủ hay. Tôi tôn trọng họ, nhưng chúng tôi tự tin khi đối đầu với U23 Việt Nam và sẽ thu về kết quả có lợi.
Chúng tôi có ít ngày nghỉ hơn họ, nhưng cầu thủ của chúng tôi có chuyên môn tốt. Với năng lực của toàn đội, chúng tôi sẽ khiến Việt Nam gặp nhiều vấn đề. Tương tự như ông thầy của mình, tiền vệ Hamed Angamdi cũng cho biết sẽ kiểm soát hoàn toàn trận đấu và không cho U23 Việt Nam cơ hội. U23 Ả Rập Xê Út vẫn đặt mục tiêu giữ sạch lưới như 3 trận đã qua. Chúng tôi phải tập trung kiểm soát bóng và chơi như khi thắng Tajikistan ngày ra quân. Đội sẽ luôn đưa bóng lên phía trước và tấn công. Chúng tôi muốn vô địch giải năm nay, nhưng đội phải tập trung để thắng U23 Việt Nam rồi tính những bước tiếp theo. Như quý vị và các bạn đã biết thì U23 Ả Rập Xê Út bổ sung thêm 2 cầu thủ vừa đá những trận giao hữu ở đội tuyển quốc gia, thậm chí đá giao hữu với cả Colombia. Đó là 2 cầu thủ rất là quan trọng, trong đó có một gương mặt là Hassan Ambakti và đặc biệt là tiền đạo Firas Aburaykan. Aburaykan thì đã từng đá với đội tuyển quốc gia Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Cầu thủ này vào sân từ băng ghế dự bị. Và rất đáng chú ý khi mà Aburaykan, theo định giá của Transfermarkt, thì cầu thủ này có giá trị vào khoảng 850.000 euro, tức là giá trị của cầu thủ này vào khoảng 20 tỷ đồng Việt Nam. Rõ ràng đây là một giá trị rất là lớn của một cầu thủ đang đá cho đội U23 Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, ông Al-Siri thì cũng nói rằng các cầu thủ này mới tập trung thôi, nên có thể họ sẽ không đá chính ngay từ đầu mà sẽ chỉ vào sân từ băng ghế dự bị thôi. Mặc dù vậy thì ngay cả khi U23 Ả Rập Xê Út có sự tăng cường chất lượng như vậy thì chúng ta vẫn có những điểm tựa của riêng mình, trong đó đáng chú ý là điểm tựa từ quá khứ mà đây là duyên Tây Á. Bóng đá Việt Nam rất có duyên Tây Á đúng không ạ? Dưới thời của các huấn luyện viên Hàn Quốc và khi chúng ta lập nên những kỳ tích thì chúng ta luôn có những chiến thắng vô cùng quan trọng trước những đội bóng Tây Á. Năm 2007, khi bóng đá Việt Nam lần đầu tiên vào tứ kết của mùa giải Asian Cup thì chúng ta đã đánh bại UAE với tỷ số 2-0 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Sau đó trận hòa 1-1 trước Qatar đã giúp đội bóng Việt Nam của cố huấn luyện viên Alfredo lần đầu tiên lọt vào vòng tứ kết của một giải đấu châu lục. Và 4 năm về trước ở Thường Châu Tuyết Trắng, vinh quang của chúng ta gắn liền với những chiến thắng, những kỳ tích trước các đại diện Tây Á. Chiến thắng trước Iraq ở vòng tứ kết, chiến thắng trước Qatar ở bán kết. Và khi chúng ta vượt qua vòng bảng, chúng ta đã hòa Syria. Rồi tại Asian Cup năm 2019, khi mà chúng ta lọt vào vòng tứ kết thì chúng ta cũng đã vượt qua những đại diện của Tây Á. Đáng chú ý là chúng ta đã đánh bại Jordani ở loạt sút luân lưu trong trận đấu mà thời gian 120 phút trước đó có tỷ số hòa 1-1. Điểm lại một chút như vậy về những thành tích mà chúng ta có được trước các đại diện của Tây Á để cho thấy rằng nhiều người sẽ nói đội tuyển U23 Nhật Bản dễ chơi hơn ở giải đấu lần này vì có vẻ như họ không mang sang đây lực lượng mạnh nhất. Nhưng gặp U23 Ả Rập Xê Út cũng có những lợi thế nhất định cho chúng ta, mà câu chuyện quá khứ đôi khi cũng có những giá trị nhất định, đúng không ạ? Trước khi chia sẻ với quý vị và các bạn về dự kiến đội hình xuất phát của U23 Việt Nam cũng như một số thông tin từ phía đội bóng của chúng ta thì chúng ta sẽ đến với chia sẻ của Bùi Hoàng Việt Anh. Ngày hôm nay thì vai trò của Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, Quan Văn Chuẩn là cực kỳ quan trọng để đối diện với một đội bóng đã ghi được 7 bàn thắng cho đến lúc này. Và Bùi Hoàng Việt Anh cũng không ngần ngại chia sẻ cách mà đội chuẩn bị để chống lại hàng công rất mạnh của U23 Ả Rập Xê Út. Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh của U23 Việt Nam đã nghiên cứu khá kỹ điểm mạnh của U23 Ả Rập Xê Út. Anh khẳng định toàn đội phải bọc lót cho nhau để hạn chế những đường chọc khe và đua tốc độ đến từ các cầu thủ đối phương. Tôi đã xem qua video các cầu thủ U23 Ả Rập Xê Út thi đấu. Tôi thấy họ nhanh và khéo. Tôi nghĩ rằng U23 Việt Nam phải cố gắng chơi cùng nhau, bọc lót cho nhau để cắt những đường chọc khe và đua tốc độ của U23 Ả Rập Xê Út. Tất nhiên sẽ không hề đơn giản để duy trì cách chơi đó trong suốt trận đấu. U23 Việt Nam sẽ phải thi đấu cực kỳ tập trung mới có thể hy vọng hạn chế được sức mạnh của đối thủ và mong chờ làm nên điều thần kỳ. Rõ ràng là trong những bữa ăn, trước hoặc sau những bữa ăn thì có vẻ như huấn luyện viên Gong Kun đã cho các học trò của mình xem lại băng hình những trận đấu của U23 Ả Rập Xê Út tại giải đấu lần này. Và chắc chắn khi xem lại băng hình thì ông cũng phát hiện ra một điều, đó là cả 7 bàn thắng của U23 Ả Rập Xê Út đều được ghi trong khu vực 16m50. Tức là cầu thủ U23 Ả Rập Xê Út rất là giỏi trong việc tiếp cận về phía khung thành của đối phương. Đây là một điều rất đáng gờm trong cách chơi của họ. Đó, thế cho nên là huấn luyện viên Gomekun của chúng ta sẽ phải những tính toán. Và như Bùi Hoàng Việt Anh cũng chia sẻ đấy, những tình huống chuyền bóng ngắn xẻ vào hai nách của cầu thủ U23 Ả Rập Xê Út là rất đáng gờm. Nên điều đó có thể cũng sẽ chi phối tương đối nhiều tới cách sắp xếp nhân sự của U23 Việt Nam. Quý vị và các bạn có muốn chơi một trò chơi mạo hiểm với huấn luyện viên Gomekun nữa không ạ? Đó là dự đoán đội hình xuất phát.
Thực sự cho đến lúc này dưới thời của các huấn luyện viên đã từng làm việc hoặc đang làm việc tại Việt Nam thì dự đoán đội hình xuất phát dưới thời của huấn luyện viên Gökhan là khó nhất. 3 trận đấu là 3 đội hình, trong đó có cả những sự điều chỉnh hết sức là khó tin. Đến lúc này thì như đã nói với quý vị và các bạn, ngay sau trận đấu gặp U23 Malaysia, đó là đội bóng của chúng ta là đội đã sử dụng cả 22 cầu thủ. Chỉ còn lại một cầu thủ duy nhất chưa được sử dụng là thủ thành Đặng Tuấn Hưng thôi. Nhưng Đặng Tuấn Hưng cũng đang tích cực tập luyện trong những ngày vừa qua. Vì chúng ta nhớ là Đặng Tuấn Hưng có khả năng bắt luân lưu rất hay, một quả cản phá luân lưu trong trận đấu với U23 Timor-Leste ở giải U23 Đông Nam Á hẳn là chúng ta chưa thể nào quên, đúng không? Và ngày hôm nay thì như đã nói, khả năng tấn công biên của U23 Ả Rập Xê Út là rất đáng gờm, cho nên có thể huấn luyện viên Gökhan sẽ tập trung nhiều vào vai trò của các hậu vệ biên. Và cho đến nay thì một trong cầu thủ đá biên rất quan trọng đó là Phan Tuấn Tài. Phan Tuấn Tài là cầu thủ duy nhất của U23 Việt Nam đá trọn tất cả các phút ở 3 trận đấu đã qua của đội bóng chúng ta. Đó là thông tin rất đáng quan tâm. Vậy thì trong một trận đấu như thế này, huấn luyện viên Gökhan sẽ xây dựng đội hình như thế nào đây? Tương đối là khó dự đoán, nhưng chúng ta chắc chắn là tự tin để dự đoán chính xác được ít nhất là 6 vị trí, bao gồm vị trí của thủ môn Quan Văn Chuẩn, vị trí của 4 cầu thủ phòng ngự gồm Thanh Bình, Bùi Hoàng Việt Anh, Vũ Tiến Long và Phan Tuấn Tài, và vị trí của tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng. Những vị trí còn lại thì Biên Cương dự đoán là đá vị trí tiền vệ mỏ neo sẽ là Lương Duy Cương. Có lẽ là như vậy trong một trận đấu mà chúng ta phải đối diện với đối thủ mạnh. Và các vị trí tiền vệ còn lại, Biên Cương vẫn đặt niềm tin vào Lý Công Hoàng Anh bởi cầu thủ này có kinh nghiệm. Tin tưởng vào Nguyễn Văn Trường bởi Nguyễn Văn Trường có sức trẻ, có chiều cao tốt, khả năng tranh cướp bóng cũng rất hay, cho nên vẫn tạo ra một sức mạnh đáng nể cho đội bóng của chúng ta. Tin tưởng vào Lê Văn Đô ở vị trí check sang bên phía cánh trái. Và đây sẽ là một trận đấu mà Lê Văn Đô sẽ phải hỗ trợ rất là nhiều cho vị trí của Phan Tuấn Tài, tức là những tình huống chống lên bóng ở hai biên của U23 Ả Rập Xê Út. Và cá nhân Biên Cương vẫn cho rằng Khuất Văn Khang và Nhâm Mạnh Dũng sẽ là những người có thiên hướng đá cao hơn. Chúng ta sẽ linh hoạt giữa hai đội hình, đó là 4-1-4-1 cho thế trận thiên về phòng ngự, và khi cần sẽ đá 4-4-2 cho mặt trận mà chúng ta ưu tiên một chút cho hàng công. Nói chung là đây là đội hình mà cơ bản sẽ giống với đội hình đã đá trước đội U23 Hàn Quốc. Nhưng dự đoán cũng chỉ là dự đoán mà thôi, bởi vì quả thực rất khó dự đoán đội bóng của chúng ta sẽ đá với đội hình nào, vì 22 cầu thủ đã ra sân rồi và tất cả đều đã thể hiện được những giá trị của mình. Ngay cả những người lần đầu tiên ra sân ở trận trước như là Trần Văn Công, Nguyễn Thành Nhân và sau đó đến Đoàn Anh Việt, tất cả đều chưa hay đến lúc này, cho nên thực sự là không dễ dự đoán. Cho nên là cách mà Biên Cương dự đoán ngày hôm nay cũng chỉ là giúp cho chúng ta có thêm cơ sở để cùng nhau hướng tới trận đấu vào lúc 2-3 giờ ngày hôm nay mà thôi. Không biết thì quý vị đưa ra dự đoán như thế nào về đội hình xuất phát, mong quý vị để lại trong phần bình luận ở dưới. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một vị trí rất quan trọng, đó là vị trí của Quan Văn Chuẩn. Các cầu thủ sẽ phải tập trung phòng ngự, hàng phòng ngự với Bùi Hoàng Việt Anh, với Nguyễn Thanh Bình, với Vũ Tiên Long, với Phan Tuấn Tài sẽ phải rất tập trung. Nhưng rồi người cuối cùng sẽ phải đứng trước những thử thách lớn nhất và sẽ phải thể hiện vai trò của mình nếu đội bóng của chúng ta muốn đi tiếp, đó chính là Quan Văn Chuẩn. Và mới đây thì Quan Văn Chuẩn đã được AFC, Liên đoàn bóng đá châu Á, dành cho một món quà đặc biệt để hy vọng rằng Quan Văn Chuẩn sẽ có được sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu vào tối nay. Liên đoàn bóng đá châu Á AFC vinh danh Quan Văn Chuẩn với tình huống cứu thua xuất sắc ở trận gặp U23 Hàn Quốc tại vòng bảng. Đó là pha bóng diễn ra phút 42 khi tiền vệ Yeom Ji-sung thực hiện cú sút trong vòng cấm. Tuy nhiên Quan Văn Chuẩn phản xạ rất nhanh và để bóng ra khỏi đường biên ngang. Trừ bàn thua ở hiệp 2 trận gặp U23 Hàn Quốc, Văn Chuẩn thi đấu tốt trong phần còn lại của cả trận đấu. Nhiều lần thủ môn U23 Việt Nam ngăn chặn những cú dứt điểm của đối thủ, AFC vì thế đã xếp Văn Chuẩn vào nhóm những thủ môn có những pha cứu thua ấn tượng nhất ở vòng bảng của giải U23 châu Á 2022. Cùng được AFC tôn vinh với Văn Chuẩn có 4 thủ môn, đó là Salah Zakaria của Qatar, Suhail Abdullah của UAE, Hassan Ahmed Asi Hussein của Iraq và Jion Suzuki của Nhật Bản. Văn Chuẩn đã thay thế Văn Toản trở thành thủ môn số 1 của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2022. Anh thi đấu chắc chắn, chơi chân tốt và có nhiều pha ra vào hợp lý. Ở trận gặp U23 Malaysia, Văn Chuẩn có tình huống lên giữa sân, chơi bóng khiến cổ động viên Việt Nam thích thú. Đội bóng của chúng ta có chiều cao trung bình là 1m76
và đây là một chiều cao hết sức lý tưởng. Ngoài ra thì độ tuổi trung bình của U23 Việt Nam cũng rất trẻ với rất nhiều cầu thủ sẽ đá được SEA Games năm sau tại Campuchia và thậm chí sẽ còn đá được cả vòng loại và thậm chí là đá vòng chung kết của giải U23 châu Á năm 2024. Đó là khi mà tất cả sẽ còn cạnh tranh khốc liệt hơn cho những suất dự Olympic. Và có lẽ cũng vì sự khốc liệt này mà bóng đá Thái Lan đang tự an ủi bản thân với việc họ bị loại ngay từ vòng bảng của giải đấu năm nay bằng cách vẽ ra một tương lai tươi sáng với thế hệ cầu thủ hiện tại. Một thế hệ mà họ hy vọng sẽ giành suất dự Olympic 2024 và giành suất dự World Cup 2026. U23 Thái Lan đã bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2022 và dường như vẫn chưa nuốt trôi thất bại. Nhưng truyền thông nước này vẫn vẽ ra viễn cảnh đội nhà có thể tham dự World Cup năm 2026. Ở vòng chung kết U23 châu Á 2022, U23 Thái Lan đã gọi 9 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài cũng như những cầu thủ tốt nhất nằm trong độ tuổi U23. Tuy nhiên, đội bóng của huấn luyện viên Urus Rimaka vẫn bị loại do chỉ đứng thứ 3 ở bảng C sau Hàn Quốc và Việt Nam. Dư luận xứ Chùa Vàng đã chỉ trích thậm tệ thất bại của đội nhà, đồng thời yêu cầu Liên đoàn bóng đá Thái Lan phải hành động để không uổng phí lứa cầu thủ tài năng đang có nhằm hướng tới việc tranh suất dự World Cup năm 2026. Nếu trường hợp tăng số đội lên thành 48, đó là khi khu vực châu Á được tăng lên 8 suất tham dự. Một số tờ báo của Thái Lan khẳng định U23 Thái Lan hiện nay trước mắt vẫn còn phân nửa lực lượng chủ yếu để hướng đến vòng chung kết U23 châu Á năm 2024 cũng như vòng loại bóng đá nam kỳ Olympic năm đó ở thủ đô Paris. Họ cho rằng lực lượng U23 Thái Lan thi đấu tại vòng loại U23 châu Á 2024 vẫn rất mạnh khi vẫn còn khoảng 10 cầu thủ đủ điều kiện để thi đấu. Chính vì thế, U23 Thái Lan sẽ tiếp tục hy vọng và đầu tư cho lứa cầu thủ này. Tối ngày 11 tháng 6, tuyển Thái Lan đánh bại Sri Lanka 2-0 ở lượt thứ 2 bảng C vòng loại Asian Cup. Trước đối thủ chỉ đứng hạng 205 thế giới, đoàn quân của huấn luyện viên Alexandre Polking tạo thế trận lấn lướt và có 2 lần đưa bóng vào lưới của Sri Lanka. Hai cầu thủ ghi bàn cho Thái Lan ở trận này là Thitiphan và Urachit. Thái Lan giành trọn vẹn 6 điểm sau 2 trận, ghi 5 bàn và không để thủng lưới bàn nào, qua đó tạm vươn lên dẫn đầu ở bảng C với 6 điểm. Ở lượt trận cuối, đại diện Đông Nam Á sẽ gặp chủ nhà Uzbekistan và chỉ cần một trận hòa để chắc suất đi tiếp. Ngay cả một thất bại với tỷ số không quá đậm cũng có thể giúp vai chiến dự vòng chung kết Asian Cup 2023 theo suất của một trong những đội đứng thứ hai có thành tích tốt nhất. Tại vòng loại thì chỉ một trong 6 đội đứng thứ hai không có vé dự Asian Cup 2023. Như vậy là đội tuyển Thái Lan đã thắng trận đấu thứ hai liên tiếp ở vòng loại thứ 3 Asian Cup năm 2023. Có thể nói là sau những thất bại gần đây thì bà Madame Pang đang rất là lo lắng cho kết quả của các đội tuyển quốc gia nước này, cho nên là trước trận mặc dù chỉ gặp Sri Lanka hạng 205 thế giới thôi nhưng mà Thái Lan chưa biết thế nào, và bà Madame Pang để củng cố thêm khả năng chiến thắng thì đã tuyên bố là sẽ trao thưởng mức thưởng vào khoảng 1 triệu baht nếu như Thái Lan đánh bại Sri Lanka. Cũng ở những trận đấu đã kết thúc thì Malaysia thất bại với tỷ số 1-2 trước đối thủ Bahrain. Và đây sẽ là một kết quả không như ý lắm với đội bóng của huấn luyện viên Kim Bangon. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang thông tin với bóng đá Việt Nam. Sau giải U23 châu Á thì hai cầu thủ rất trẻ của U23 Việt Nam là Nguyễn Văn Trường và Khuất Văn Khang sẽ được bổ sung cho đội tuyển U19 Việt Nam. Để chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á 2022, đội tuyển U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã bắt đầu tập trung ở trung tâm đào tạo trẻ VFF từ ngày 2 tháng 6. Tuy nhiên, lúc này tình hình nhân sự của U19 Việt Nam vẫn chưa ổn định. Huấn luyện viên Đinh Thế Nam mới chỉ có 19 trên 24 cầu thủ tập trung bởi nhiều cầu thủ vướng kế hoạch của câu lạc bộ chủ quản. Trong đợt tập trung này, U19 Việt Nam cùng hầu hết những gương mặt đều là những cầu thủ mới toanh. Ngôi sao đáng chú ý nhất của U19 Việt Nam là tiền đạo Nguyễn Quốc Việt, cầu thủ từng cùng U23 Việt Nam lên ngôi ở giải U23 Đông Nam Á vừa qua. Và để tăng cường chất lượng đội hình, huấn luyện viên Đinh Thế Nam quyết định sẽ triệu tập bổ sung bộ đôi tiền vệ sinh năm 2003 là Khuất Văn Khang và Nguyễn Văn Trường lên U19 Việt Nam. Hiện tại, Khuất Văn Khang và Nguyễn Văn Trường đang cùng U23 Việt Nam dự vòng chung kết U23 châu Á 2022. Dù là những cầu thủ nhỏ tuổi nhất của U23 Việt Nam, nhưng Khuất Văn Khang và Nguyễn Văn Trường đang nhận được niềm tin lớn từ huấn luyện viên Go Kyun. Cả hai thường xuyên góp mặt trong đội hình chính của U23 Việt Nam kể từ đầu giải. Sau khi trở về từ vòng chung kết U23 châu Á, Văn Khang và Văn Trường sẽ lên hội quân cùng U19 Việt Nam. Sự góp mặt của hai cầu thủ này sẽ giúp U19 Việt Nam được tăng cường sức mạnh đáng kể. Đội tuyển Campuchia mới có cuộc đọ sức với đội tuyển Hồng Kông Trung Quốc tại lượt trận thứ hai bảng D. Hồng Kông Trung Quốc chơi không quá vượt trội nhưng tận dụng tốt cơ hội để giành chiến thắng. Các chân sút của họ đã lập công giúp đội nhà thắng tới 3-0. Hai chiến thắng liên tiếp giúp Hồng Kông Trung Quốc gần như nắm chắc suất dự Asian Cup năm 2023. Họ tiến gần đến việc tham dự Asian Cup lần đầu
kể từ năm 1968. Còn với đội tuyển Campuchia, hy vọng của họ còn lại là vô cùng mong manh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại với những trận tứ kết đầu tiên của giải U23 châu Á năm nay. Rất là thú vị khi mà đội thắng ở trận đấu giữa U23 Australia và U23 Turkmenistan sẽ gặp đội thắng ở cặp đấu giữa U23 Việt Nam của chúng ta và U23 Ả Rập Xê Út. Đương nhiên rồi, chúng ta rất mong muốn U23 Việt Nam của chúng ta sẽ vượt qua ngọn núi có lẽ còn cao hơn bất kỳ một ngọn núi nào khác cho đến lúc này của giải U23 châu Á năm nay. Và chúng ta sẽ làm nên kỳ tích là lọt vào vòng bán kết. Biết đâu chúng ta sẽ lại tái ngộ với đội thắng trong trận tứ kết đầu tiên thì sao? Đó là đội bóng nào? Hẳn quý vị và các bạn đã biết tên. Trận tứ kết đầu tiên của giải U23 châu Á 2022 diễn ra giữa U23 Australia và U23 Turkmenistan. Đội bóng Trung Á non trẻ đã trung thành với lối phòng ngự phản công. Lối chơi giúp họ vượt qua vòng bảng giải châu Á lần đầu tiên trong lịch sử. Nhờ lối chơi đó, họ đã gây ra rất nhiều khó khăn cho U23 Australia. Tuy nhiên, sau hàng chục những cú dứt điểm bất thành, U23 Australia bất ngờ có bàn mở tỷ số sau pha phản lưới của cầu thủ đối phương, bàn thua đến ở phút 74. Sau khi để thủng lưới, U23 Turkmenistan không còn lựa chọn nào ngoài việc dốc toàn lực cho mặt trận tấn công, tìm bàn thắng gỡ hòa. Hàng thủ U23 Australia có những khoảnh khắc chơi thiếu tập trung, nhưng các chân sút đối phương đều không thể tận dụng được. Trận đấu trên sân Mili khép lại với thắng lợi tối thiểu dành cho U23 Australia. Đội bóng đến từ xứ sở chuột túi có lần thứ hai liên tiếp góp mặt ở vòng bán kết giải châu Á. Đối thủ của U23 Australia sẽ là đội thắng ở cặp đấu giữa U23 Ả Rập Xê Út và U23 Việt Nam. Và tất nhiên chúng ta đều mong U23 Việt Nam sẽ tái đấu với U23 Australia. Như vậy là U23 Australia trở thành đội bóng đầu tiên giành quyền vào chơi ở bán kết của giải đấu năm nay. Trong khi đó thì trận tứ kết sau đó diễn ra giữa chủ nhà U23 Uzbekistan và U23 Iraq. Trận đấu bắt đầu vào lúc 23 giờ ngày 11 tháng 6 và kết thúc lúc 2 giờ ngày 12 tháng 6. Với quá nhiều những diễn biến mà quý vị nếu đã theo dõi qua truyền hình thì cũng không cảm thấy phải quá thất vọng dù phải thức rất là muộn ngày hôm qua. Bởi trận đấu này quá hấp dẫn, ngay từ phút thứ 13 thủ thành Nematov đã có một động tác thừa, một cú cùi chỏ vào mặt cầu thủ đối phương, nhận thẻ đỏ và U23 Iraq mở tỷ số từ một quả đá 11m. Các cầu thủ U23 Iraq ăn mừng quả 11m này trong cơn mưa những vật thể lạ từ các cổ động viên của chủ nhà. Sau đó thì hiệp 1 được bù giờ tới 12 phút vì thời gian trọng tài kiểm tra VAR và thay thủ môn trước đó. Nhưng trong quãng thời gian bù giờ 12 phút này thì U23 Uzbekistan đã có được bàn thắng gỡ hòa 1-1 cũng từ chấm luân lưu. Những nỗ lực của 10 người Uzbekistan thật sự đáng khen ngợi. Họ thực sự là chơi với cầu thủ thứ 12 và những cổ động viên đã truyền lửa cho 10 cầu thủ Uzbekistan chiến đấu cho đến những phút cuối cùng. Họ có bàn thắng dẫn trước trong một tình huống đá phản của hậu vệ U23 Iraq. Và dù sau đó Iraq đã có được bàn thắng gỡ hòa 2-2 phút thứ 68, thì những nỗ lực của đội bóng này không đủ để giúp họ kết thúc trận đấu trong 90 phút thi đấu chính thức và cũng không đủ để kết thúc trận đấu ở 30 phút của hai hiệp phụ sau đó. Hai đội kéo nhau tới loạt sút luân lưu. Và ở đây thì đã có lúc U23 Iraq có lợi thế với một tình huống cứu thua xuất sắc từ thủ môn của đội bóng này. Nhưng rồi bi kịch của tứ kết năm 2018 lặp lại với U23 Iraq bởi những người chiến thắng cuối cùng là U23 Uzbekistan. U23 Uzbekistan giành chiến thắng với tỷ số 3-2 ở loạt sút luân lưu theo một kịch bản khó tin nhất. Nhưng thực sự là đó là một chiến thắng quả cảm và kiên cường của đội chủ nhà. U23 Uzbekistan sẽ gặp đội thắng ở trận đấu giữa U23 Hàn Quốc và U23 Nhật Bản, trận đấu diễn ra vào lúc 20 giờ ngày hôm nay. Và chắc chắn đó cũng sẽ là một trận bán kết rất hay. Nhưng sẽ chẳng có trận bán kết nào hay bằng trận bán kết giữa U23 Australia và nếu đó là U23 Việt Nam của chúng ta. Vâng, U23 Australia sẽ gặp đội thắng trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Ả Rập Xê Út. Quý vị và các bạn dự đoán tỷ số trận đấu này như thế nào ạ? Thứ nhất thì chúng ta biết rằng U23 Ả Rập Xê Út rất rất mạnh. Đấy là điều chắc chắn. Họ là đương kim Á quân. Họ là đội đầu tiên trong lịch sử của giải U23 châu Á lọt vào vòng tứ kết mà không phải nhận bất kỳ một bàn thua nào. Họ có những sự bổ sung hết sức là chất lượng. Nói chung, họ rất rất mạnh. Họ là một ngọn núi cao thực sự. Nhưng thứ nhất, ở góc độ khi mà chúng ta chưa nói tới kết quả cuối cùng của trận đấu này thì chúng ta có một vũ khí hết sức quan trọng. Đó là tinh thần thoải mái và không chịu quá nhiều áp lực. Chúng ta chắc chắn dù kết quả là thế nào đi chăng nữa cũng sẽ được nhiều hơn mất. Vì với đội hình với nhiều cầu thủ rất là trẻ trung, chưa có nhiều tên tuổi, với một huấn luyện viên mới chúng ta vào đến đây đã là rất xuất sắc rồi. Và chắc chắn
Cuộc đối đầu ngày hôm nay tại Lokomotiv sẽ là một trải nghiệm vô cùng quý giá cho tương lai của các cầu thủ. Nên dù kết quả là thế nào thì chắc chắn chúng ta sẽ được nhiều hơn mất. Và giống như cách nói của Văn Trường trước trận đấu gặp U23 Hàn Quốc, đấy là chúng ta ở thế cửa dưới nên có tâm lý thoải mái hơn và sẵn sàng chiến đấu thôi. Đấy là cách nói của Văn Trường. Có lẽ tâm thế của chúng ta hướng trận đấu gặp U23 Ả Rập Xê Út ngày hôm nay cũng như vậy mà thôi, rất thoải mái. Và biết đâu sự thoải mái đó cùng với sự kiên cường và cả chất quái trong cách điều binh của huấn luyện viên Ngô Kun sẽ giúp chúng ta làm nên chuyện thì sao? Quý vị chờ đợi một kịch bản như thế nào ạ? Giống như chúng ta đã lọt vào vòng bán kết năm 2018 hay là một kịch bản khác? Nói chung là dù là kịch bản nào đi chăng nữa thì cũng hy vọng rằng đội bóng của chúng ta sẽ chiến thắng dù biết rất rất khó khăn. Biên Cương thì nghĩ rằng chúng ta sẽ đá với một thế trận chắc chắn, chặt chẽ, khôn ngoan và chúng ta sẽ thắng ngay trong 90 phút bằng tỷ số 1-0. Chúng ta sẽ phải chống đỡ rất nhiều những tình huống tấn công nguy hiểm của đối thủ nhưng chúng ta sẽ có sự kiên cường và sau đó bằng một tình huống phản công chúng ta sẽ có bàn thắng duy nhất của trận đấu này. Hy vọng là như vậy. Còn quý vị hãy đưa ra những lời chúc, những dự đoán của chính mình và truyền cảm hứng cho đội bóng của huấn luyện viên Ngô Kun sẽ thi đấu với trái tim nóng và cái đầu lạnh, cũng như sẽ có được sự tập trung cao nhất, bình tĩnh nhất và có những phút bùng nổ để làm nên điều kỳ diệu cho U23 Việt Nam. Chúc thầy trò huấn luyện viên Ngô Kun tự tin chiến thắng, chiến đấu và có một trận đấu thật đẹp trước đối thủ hùng mạnh U23 Ả Rập Xê Út. Chúc quý vị có một ngày với thật nhiều niềm vui. Xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.